rất nhiều cầu thủ Việt kiều được tham vọng trở về Việt Nam thi đấu và xây dựng sự nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải ai cũng có đủ may mắn để làm được điều này một cách trọn vẹn. Trường hợp của Pedro Lưu Công Thành, thủ môn sinh năm 2000 từng nhiều năm ăn tập ở đội trẻ FFK Vítkovice Cộng hòa Séc là một ví dụ. Pedro Lưu sinh năm 2000, tên tiếng Việt là Lưu Công Thành. Như nhiều đội trưởng gốc Việt sinh ra và lớn lên ở Cộng hòa Séc, cậu có niềm đam mê lớn với bóng đá. Vấn đề lớn nhất của Pedro thời điểm ấy chính là chiều cao. Năm 2017, khi lần đầu tiên trò chuyện cùng Việt Nam Football 24, ở tuổi 17, cậu chỉ cao 1m75. Đó là một thông số rất khiêm tốn ở một vị trí đòi hỏi tầm vóc cao lớn như thủ môn. Hầu hết các huấn luyện viên đều bảo rằng, nếu cao từ 1m85 đổ lên, tôi đã có thể chơi cho các đội bóng ở các học viện hàng đầu Cộng hòa Séc, Pedro nói. Tôi hiểu điều này rất khó, tôi có khả năng phản xạ, bay lượn không hề tệ, nhưng chiều cao là yếu tố bắt buộc với một thủ môn. Ước mơ của tôi là trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, do vậy lúc này tôi chỉ biết tập trung và tập luyện và uống sữa đều đặn 2 cữ mỗi ngày để hy vọng cải thiện được tầm vóc, Pedro nói hồi đầu năm 2018. Năm 2018 là thời điểm mà danh tiếng của bóng đá Việt Nam đang lên rất cao sau chiến tích giành vé tham dự U20 World Cup một năm trước đó. Cũng như Tony Lê Tuấn Anh, Pedro muốn có cơ hội lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Anh trai 17 tuổi khi đó đã tích cực chuẩn bị các bộ hồ sơ giới thiệu bản thân và video mà trình diễn cá nhân để gửi đến các cơ quan liên quan. Tuy nhiên, may mắn đã không đến với Pedro thời điểm ấy. Mùa hè năm 2018, thông qua giới thiệu của Việt Nam Football 24, nhân một chuyến về nước thăm họ hàng cùng gia đình, Pedro Lưu đã có một buổi thử việc tại trung tâm bóng đá trẻ Viettel. Khi đó, học viên là FFK Vítkovice còn chưa tròn 18 tuổi và mới chỉ cao 1m78. Ban đầu tôi nghĩ đó là một đội trẻ của Viettel, nhưng khi đến tôi mới biết đó là đội 1. Họ đang ở trong tuần tập luyện đầu tiên để chuẩn bị cho mùa giải mới. Chúng tôi đã hỏi ban huấn luyện liệu mình có thể tập thử cùng toàn đội dù chỉ là một buổi. Họ đã đồng ý. Kết thúc buổi tập, các huấn luyện viên bảo rằng phong cách chơi bóng của tôi quá khác biệt so với các thủ môn Việt Nam, nhưng tôi vẫn có thể quay lại đây 2 năm nữa sau khi kết thúc việc học hành. Nhưng 2 năm là một chặng đường dài và tôi không thể biết chắc sau quãng thời gian ấy chuyện gì sẽ xảy ra. Thực tế diễn ra đúng như những gì Theo nói. Sau khi hoàn tất chương trình học phổ thông, cậu đã quyết định chọn làm phi công thay vì theo nghề thể thao như niềm đam mê thuở thiếu thời. Những câu chuyện như chúng tôi vừa nêu với Pedro Lưu hoàn toàn không xa lạ trong bóng đá. Suy cho cùng, họ cũng chỉ là những chàng trai trẻ, có đam mê, nhiệt huyết và hoài bão, nhưng cũng cần thời gian để xác định rõ con đường mà mình hướng tới. Tuổi 17 với Pedro, bóng đá là số 1. Nhưng ở tuổi 20, cậu quyết định chọn công việc làm phi công, gắn bó với máy bay và bầu trời là tương lai cho bản thân. Hiện tại, Pedro vẫn đang hạnh phúc với lựa chọn của mình. Cậu tiết lộ, mình sẽ học lấy bằng thạc sĩ và dự kiến sẽ kết thúc quá trình học tập vào năm 2025. Hàng tuần, Pedro vẫn xỏ găng, nhưng chỉ là ở các trận đấu futsal, nơi cậu thỏa mãn một phần đam mê từ thuở bé và tìm thấy chút mới mẻ trong cuộc sống. Nếu các bạn muốn biết thêm các thông tin độc quyền về cầu thủ Việt kiều trên toàn thế giới, còn ngần ngại gì mà không bấm vào nút đăng ký kênh Việt Nam Football 24 và nhấn chuông thông báo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.